Chiều nay ngày 16 tháng 8 tại thành phố Cần Thơ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thủ Đức, Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại tại thành phố Cần Thơ với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp. Tại hội nghị, các đại biểu và các doanh nghiệp doanh nhân đã được thông tin giới thiệu những tiềm năng thế mạnh, định hướng phát triển của tỉnh Thanh Hóa, thành phố Cần Thơ và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, những cơ chế chính sách, lĩnh vực dự án các địa phương đang tập trung ưu tiên mời gọi, thu hút đầu tư. Các ý kiến thảo luận đều cho rằng thị trường Thanh Hóa, thành phố Cần Thơ và thành phố Thủ Đức còn rất nhiều dư địa để doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm khai thác, trở thành đối tác chiến lược tin cậy trong thời gian tới. Các hội, hiệp hội doanh nghiệp cũng chia sẻ thêm về kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, phương án đầu tư, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, cách thức khai thác và phát triển thị trường. Nhiều doanh nghiệp doanh nhân thành phố Thủ Đức, thành phố Cần Thơ cũng bày tỏ sự quan tâm đến một số lĩnh vực tiềm năng và mong muốn nghiên cứu, tìm hiểu kỹ hơn và sớm được triển khai các hoạt động khảo sát xúc tiến đầu tư thương mại vào tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, đại diện hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khẳng định, hiệp hội sẽ nỗ lực làm tốt vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ các tỉnh bạn với chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án cũng như trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký kết các bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa, thành phố Cần Thơ và thành phố Thủ Đức giữa các hội, hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp và các doanh nghiệp của ba địa phương.